Chào mừng bạn đế với bộ truyện Vạn lần trả về, vi sư cử thế vô địch tại website nữ hoàng truyện com hay kênh youtube chị Google đọc truyện truy cập website nữ hoàng truyện com để nghe chuyện MP3 nhanh hơn. Rồi chúng ta bắt đầu nghe nội dung bộ truyện từ chương 181 đến chương 190. Chương 181, Ngọc Hư Tiên Môn lựa chọn Tô Uyên gật đầu nói, nếu tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị, ta đây tuyên bố, lần này yêu ma xâm lấn, ta Ngọc Hư tiên môn quyết không thể việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, không chỉ Ngọc Hư sơn mạch yêu ma lỗ hổng chúng ta muốn thủ, thập vạn đại sơn yêu ma xâm lấn chúng ta cũng muốn quản. Tranh thủ, yêu ma một khi xâm lấn, chúng ta trước tiên đem hắn quét sạch, vĩnh chấn Thái Huyền, phù hộ Thái Huyền. Ta hiện tại tuyên bố, các đại sơn môn điều động một bộ phận đệ tử, đi tới trấn yêu quan, tùy thời chuẩn bị tài nguyên trấn yêu quan quân coi giữ, chống cự yêu ma, không được sai sót cần tuân trưởng môn pháp chỉ, mọi người dồn dập bái phục, không khó tưởng tượng, Thiên Hạ Tiên môn cổ tộc, dồn dập phong bế sơn môn, chỉ có Ngọc Hư Tiên môn điều động môn đồ đệ tử bảo đảm nhà vệ dân, trảm yêu trừ ma, tất nhiên sẽ nhường toàn bộ thiên hạ vị trí động dung. Từ nay về sau, Ngọc Hư Tiên môn trong mắt của thế nhân, địa vị sợ rằng sẽ so những tiên môn khác cổ tộc địa vị cao một đoạn dài. Chỉ cần Ngọc Hư Tiên môn vượt qua lần này mối nguy, tại Thái Huyền vực địa vị liền không thể lay động. Thái huyền vực đệ nhất tiên môn, nếu là lúc trước, Ngọc Hư tiên môn còn thật không dám hứa chắc có thể hay không giao qua lần này mối nguy, thế nhưng hiện tại không đồng dạng, Trần Lâm phong vương, thiên đạo biếu tặng, cái này là Ngọc Hư tiên môn lực lượng. Tạo hóa cảnh đệ nhất nhân, hiện tại phong vương, đáng tiếc thành tiên bảng chưa ra. Thành tiên bảng hết thảy 6 người, rất nhiều người đều suy đoán, Trần Lâm nhất định vào trước 3. Bởi vì hắn có cái này nội tình. Đáng tiếc lúc trước hắn giảng thiên đạo biếu tặng chia sẻ cho đại gia, bằng không, cũng không phải là xếp vào trước ba, mà là thành tiên bảng hai vị trí đầu. Mọi người ở đây thương nghị thời điểm, cuối cùng có người thông quan tam quan khảo hạch. Ải thứ nhất tư chất, cửa thứ hai tâm tính, cửa thứ ba ngộ tính, cực kỳ trọng yếu, lần này trọn vẹn mấy vạn người tham gia tuyển bạt. Ải thứ nhất, đào thải 89 phần 10, chỉ có hơn 1.000 người thông qua ải thứ nhất, trong đó có một nửa đều không phải là tư chất quá quan, mà là tu vi quá quan. 35 tuổi hợp đạo, 30 tuổi thiên cương, 25 tuổi ngưng sát, đây đã là năm trước gấp 5-6 lần không chỉ, mà lại sát hạch vẫn không có kết thúc, còn có người không ngừng chạy đến. Cửa thứ hai tâm tính, này một cửa tương đối đơn giản, một nửa người đều có thể quá quan. Cửa thứ ba ngộ tính, hơi khó khăn điểm, quá quan suốt 1 phần ba. Rất nhanh, tam thanh điện quảng tràng trước, liền chọn vẹn hơn trăm người thông qua khảo hạch sau đó đối bọn hắn tới nói cũng chỉ có chờ. Làm sao chậm như vậy, có người có chút không tệ phiền, suyệt, nhỏ giọng một chút, người cho rằng đây là trong nhà, đây là ngọc hư tiên môn, cẩn thận bị đuổi ra ngoài. Mau nhìn, có người tới, mọi người ở đây nghị luận thời điểm, phụ trách lần này thu đồ đệ đại hội một cái chấp sự đi ra, trưởng môn có lệch, chiêu thu đệ tử tạm hoãn hai ngày, các ngươi tại chỗ chờ. Thượng tiên, làm sao lại hoán, hơn nữa còn là hai ngày. liền đúng, có phải không Ngọc Hư Tiên Môn không có ý định chiêu thu đệ tử, đùa nghịch chúng ta? Tạm hoãn hai ngày là có ý gì? Lập tức rất nhiều người đều gấp, vị chấp sự này hừ lạnh nói, làm sao? Tạm hoãn hai ngày đều đợi không được, ta nói cho các người biết, nếu là không nguyện ý chờ, có thể lập tức rời đi, đệ tử như vậy, ta Ngọc Hư Tiên Môn không thu. Lời này vừa nói ra, dọa đến mọi người như ve sầu mùa đông. Phải biết bọn hắn đều thông qua tam quan sát hạch, có cơ hội bái nhập Ngọc Hư Tiên Môn, cũng bởi vì chờ, liền là đi bái nhập ngọc hư tiên môn cơ hội, không thành lúc. Lại nói, là hoãn hai âm, ai, không phải hủy bỏ, này đều đợi không được sao, vì bái sư, quỳ cái mười ngày nửa tháng đều có khối người. Ngọc hư tiên môn chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Đối với ngọc hư tiên môn tới nói, chân chính tinh nhuệ đệ tử còn là đến từ ngọc hư thư viện. Ngọc hư thư viện đó cũng đều là theo thái huyền vực các nơi tìm đến chân chính thiên tri kiêu tử. Vị chấp sự này tiếp tục nói, nói cho các người biết cũng không sao, các người cũng hẳn phải biết, hiện tại ta toàn bộ thái huyền vực, yêu ma sắp xâm lấn, đến lúc đó sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than, thế tục, sẽ thành vì nhân gian luyện ngục, trên cơ bản tất cả tiên môn cổ tộc, giáo phái triều tông đồng loạt tuyên bố phong bế sơn môn. Cái gì, phong bế sơn môn, trong nháy mắt ở đây tất cả mọi người hoảng rồi, các người tiên môn không thể dạng này, tiên môn chảm yêu trừ ma, thủ hộ một phương, lúc này sao có thể không quan tâm mặc dù những người này trên cơ bản đều bái nhập ngọc hư tiên môn thế nhưng rất nhiều người đều có cha mẹ người thân này không phải là là để bọn hắn vứt bỏ cha mẹ của mình người sao dạng này tiên môn chúng ta gia nhập tính là gì vì mình sống tạm từ bỏ thân nhân của mình vị chấp sự này toàn thân khí thế vừa để xuống khí thế khổng lồ trong nháy mắt quét ngang mà ra hướng phía tất cả mọi người chân ép tới đều yên lặng tiên môn khác cổ tộc phong bế sơn môn tự quét viết trước cửa người nào nói cho các người biết ta ngọc hư tiên môn cũng làm như vậy vừa rồi trưởng môn cùng chư vị thủ tỏa thương nghị chúng ta ngọc hư tiên môn sẽ điều động một bộ phận đệ tử đi tới thập vạn đại sơn bên ngoài trấn yêu quan chống cự yêu ma tuyệt không cho phép yêu ma vượt qua trấn yêu quan nửa bước thật đây là thật ngọc hư tiên môn không hổ là chúng ta lựa chọn tiên môn hắn không có vứt bỏ chúng ta ngọc hư tiên môn vạn tuế theo vị này cao cấp chấp sự tuyên bố hiện trường một mảnh xôn xao xúc động vạn phần có thậm chí lệ nóng doanh tròng giờ khắc này ngọc hư tiên môn tại trong lòng bọn họ bên trong trong nháy mắt trở nên cao quý dâng lên tu luyện thành tiên thật sự có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa sao thực lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn đây mới thật sự là tu luyện người mà không thể nghi ngờ ngọc hư tiên môn làm được điểm này thượng tiên chúng ta sai chúng ta hiểu lầm chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào đúng chúng ta nguyện ý chờ chờ bao lâu đều được vị này cao cấp chất sự mục đích đã đi đến một lần nữa tan biến tại tam thanh điện trước đằng sau thông qua khảo hạch đệ tử từ phía trước đệ tử nơi đó đạt được những tin tức này cũng không tại sao động riêng phần mình nghỉ ngơi tại chỗ không muốn nói chờ một hai ngày coi như là mười ngày nửa tháng bọn hắn cũng nguyện ý đây chính là quan hệ đến thái huyền vực sinh tử tồn vong trong đó còn bao hàm thân nhân của mình thậm chí thỉnh thoảng có khả năng thấy ngọc hư môn người từ không trung xẹt qua. Trong lòng đều tràn đầy hâm mộ, cũng vẻn vẹn hâm mộ, bởi vì rất nhanh bọn hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Thái Ất Sơn, Cố Thiên Tuyết đang thương thảo kết thúc về sau, liền trở về Thái Ất Sơn. Trợ giúp Trần Yêu Quan, tự nhiên cũng cần Thái Ất Sơn điều động nhân thủ. Người này tuyển, chỉ sợ không phải nhị sư muội không còn ai. Trở lại Thái Ất Sơn, Cố Thiên Tuyết lập tức nắm tình huống nói cho Thẩm Linh Lung thẩm linh lung nói ra sư tỷ yên tâm đi trợ giúp chân yêu quan giao cho sư muội ta tốt mà lại ngươi khả năng không biết chân yêu quan thủ tướng chính là ta đại ca ừm vậy liền quá tốt rồi cố thiên tuyết thở dài một hơi nói ra như vậy đi ngươi đem thẩm quyên mang lên lúc này hắn cũng là thiên cương cao thủ tinh thông trận pháp nói không chừng có thể trợ giúp ngươi một ít sư tỷ ta cũng đi mang ta lên ta cũng muốn đi nhưng vào lúc này võ chiếu hưng phấn cua tay nhỏ nói ra Cố Thiên Tuyết nhíu một cái lông mày, từng chữ nói ra nói, "Ngươi, không chính xác đi." Chương 182. Dương Mưu đối Dương Mưu đồng dạng một màn tại các đại sơn môn xuất hiện. Dồn dập đi, đều động trưởng lão đi tới. Đồng thời có trưởng môn nhất mạch tứ đại trưởng lão một trong chấp kiếm trưởng lão tự mình dẫn đầu các đại sơn môn trưởng lão đệ tử đi tới. Chấp kiếm trưởng lão, Động Huyền đỉnh phong cự đầu, trưởng môn Tô Uyên sư huynh, rất nhanh, nhân số liền báo lên trọn vẹn hơn 200 người đi tới, trong đó động huyền lớn người đầu tiên, cảnh giới hóa thần ba người, hợp đạo cảnh hơn 10 người, còn lại tất cả đều là thiên cương, ngưng sát cảnh. Cái này cũng bất quá mới ngọc hư tiên môn một phần năm chiến lực. Theo mọi người xuất phát, xẹt qua chân trời, thẳng đến chân yêu quan mà đi. Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, bao quát, các đại tiên môn cổ tộc, giáo phái triều tông phong sơn tin tức. Toàn bộ thái huyền vực sôi trào, chửi rùa, chửi bới thanh âm thức giận vang cắt toàn bộ thái huyền vực. Trước đó nắm những tiên môn đó cổ tộc, giáo phái triều tông xem như bọn hắn tín ngưỡng chỗ dựa người, đều dồn dập mạn mắng lên. Bất đương nhân tử, làm bậy tiên môn, la phù tiên môn, thiên thông chân người, nghe môn đồ hồi báo, vẻ mặt cũng thay đổi. Trưởng môn, không xong, bên ngoài bây giờ đều đang nói, chúng ta la phù tiên môn là tà ma ngoại đạo, tàn bạo bất nhân, vì an toàn của mình không để ý bách tính chết sống, hiện tại chúng ta là phủ tiên môn người, thành người người trong miệng người xấu. Mà lại người trong thế tục đều đang đồn nghe ngọc hư tiên môn là đệ nhất tiên môn, uy vọng đạt đến đỉnh phong. Tại chỗ để bọn hắn bối rối, phong bế sơn môn vì cái gì, tự nhiên là trừng phạt ngọc hư tiên môn, nghĩ để bọn hắn cùng yêu ma hoàng triều lưỡng bại câu thương. Lại không nghĩ rằng bọn hắn tại chống cự ngọc hư sơn mạch bên ngoài yêu ma đồng thời, thế mà còn phái phái môn đồ đệ tử trợ giúp chân yêu quan thoáng một cái liền đem bọn hắn các thế lực lớn đặt ở trên lửa nướng. Đáng chết, Ngọc Hư tiên môn hèn hạ vô sỉ, khí các đại tiên môn tức giận không thôi. Thiên thông chân người phẫn nộ nói, tốt người cái Ngọc Hư tiên môn, đến lúc này, bọn hắn là thua hết lòng người, cũng đồng dạng là đem chúng ta la phủ tiên môn đặt bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh. Này một trận chiến, nếu như là bại, Ngọc Hư tiên môn không gượng dậy nổi, từ đó suy bại, thậm chí diệt môn, thế nhưng nếu là thắng, thanh danh của bọn hắn đem triệt để đạt đến đỉnh phong, triệt để ngồi vững đệ nhất tiên môn tên tuổi, chúng ta chỉ sợ sau này đều muốn tại ngọc hư tiên môn cường thế phía dưới cúi đầu. Thậm chí về sau, người trong thế tục sẽ xem chúng ta là phù tiên môn vì tà ma ngoại đạo, hồng thủy mãnh thú, cứ thế mãi, chắc chắn suy bại. Đây là dương mưu A, tốt người cái tô uyên, làm thật để cho chúng ta coi thường các ngươi. Một cái cao tầng hỏi, trưởng môn, ý của ngươi là lần này ngọc hư tiên môn mưu tính nhất định có thể thành công thiên thông chân người lắc đầu nói có thành công hay không hiện tại đã không trọng yếu bởi vì tô uyên một chiêu này bọn hắn ngọc hư tiên môn đã đứng ở thế bất bại trừ phi là một trận chiến diệt môn thế nhưng ngọc hư tiên môn truyền thừa vài vạn năm các ngươi cho rằng bọn họ dễ dàng như vậy diệt môn sao trưởng môn chúng ta bây giờ nên làm gì la là phổ tiên môn cao tầng dồn dập nhìn về phía thiên thông chân người thiên thông chân người khẽ cắn răng, vung tay lên nói, truyền lệnh xuống, mở ra sơn môn, điều động môn đồ đệ tử trợ giúp chân yêu quan. Đúng, các ngươi nói, Ngọc Hư tiên môn điều động cao thủ đi tới Trấn yêu quan, mà chúng ta cũng phái người đi tới Trấn yêu quan, yêu ma hoàng triều có hay không có thể phát hiện, kể từ đó, Ngọc Hư tiên môn cùng thập vạn đại sơn chỗ giao giới lỗ hồng, chẳng phải thực lực giảm lớn, nếu như bọn hắn từ nơi nào xâm lấn thái huyền vực, Ngọc Hư tiên môn sẽ như thế nào? mọi người vừa còn thở dài không thôi, lúc này trong nháy mắt phấn chấn, từng cái thậm chí nở nụ cười, kéo dài hành vi lập tức tinh thần gấp trăm lần, tốc độ cao đi sắp xếp. một màn này chuyện giống vậy tại huyền thanh tiên môn, hai đại cổ tộc, năm đại giáo phái trung bình chết lên diễn. chân yêu quan lập tức tới vô số cường gờ giả cao thủ, thậm chí so ngọc hư tiên môn còn muốn nhiều, còn muốn bảo hiểm. bất quá các đại tiên môn cổ tộc thế lực tề tụ cũng không biết cái này lỏng lẻo liên minh có thể kiên trì bao lâu mà theo đại lượng cao thủ cường giả tụ tập tại trần yêu quan ngược lại ngọc hư sơn mạch bên này lỗ hồng phảng phất ý thức được cái gì điệu hổ ly sơn sao chẳng phải là mang ý nghĩa thập vạn đại sơn lỗ hồng là một khối xương cứng oanh theo các đại tiên môn cổ tộc giáo phái triều tông điều động cao thủ đi tới trần yêu quan Trấn yêu quan yêu ma khí tức thế mà biến mất trái lại ngọc hư sơn mạch trước Tàn biến yêu ma khí thức lại một lần nữa xuất hiện, yêu ma khí thức hóa thành một đầu hoảng sợ yêu thú, phát ra kinh thiên nộ hống tới. Thanh âm kinh thiên động địa, bầu trời ô vân răng đầy, huyết sắc khí thức, yêu ma khí tức hóa thành một đầu hoảng sợ yêu thú, làm cho cả ngọc hư sơn mạch đều vì đó run rẩy. Tô Uyên ngẩng đầu nhìn vết nứt chỗ, vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Khảo nghiệm ta ngọc hư tiên môn thời điểm đến, đại tranh chi thế A, phòng ấn vạn năm bình chướng, không nghĩ tới đến hôm nay, lại một lần nữa đã nứt ra cũng không biết là người làm vẫn là thời gian xa xưa này mới đưa đến vết nứt xuất hiện nếu như là người làm tô uyên thậm chí không dám tưởng tượng đến cùng là ai muốn làm gì tại lần thứ nhất yêu ma xâm lấn thời điểm hắn liền nghĩ đến người làm chỉ là không có chứng cứ lần này hắn càng thêm kiên định cái này tín nhiệm ta mặc kệ là ai cái gọi là có ta tô uyên ở một ngày ta tuyệt không cho phép yêu ma bước vào ta thái huyền vực nửa bước oanh ngọc hư ấn trong nháy mắt theo tô uyên trong tay bay lên nói đến còn nhờ vào trần sư đệ để cho ta có một kiện tiên khí tiên khí chính là hắn chống cự yêu ma nội tình cùng lực lượng theo hoảng sợ yêu thú khí tức xuất hiện ngọc hư môn người cũng đều dồn dập chạy tới từng cái cầm trong tay vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch cố thiên tuyết mặc dù chỉ là hợp đạo tu vi lúc này thời đại biểu chính là thái ất sơn cũng không ngoại lệ một người nhất kiếm rất có đại tướng chi phong Đến lúc này, hắn cũng không cần thiết giấu giếm, Thái âm tiên kiếm, Thái dương tiên kiếm, xoay quanh ở bên người, tùy thời chuẩn bị hướng phía theo trong cái khe trốn sông tới yêu ma cấp cho một kích chí mạng. Trưởng môn, nhưng vào lúc này, Tô Uyên cầm trong tay ngọc hư ấn bay tới. Mọi người dồn dập chào, Tô Uyên gật gật đầu đối chấn thủ nơi này Dương vô địch hỏi, Dương sư đệ, đối diện như thế nào? Dương vô địch một mặt nghiêm túc nói, xuyên thấu qua vết nứt có khả năng thấy đối diện lần này chỉ sợ là một tôn yêu vương tự mình ra tay rồi sư huynh nếu quả thật nếu là một tôn yêu vương chỉ sợ chỉ có thể nhường lão tổ ra tay rồi tô uyên lắc đầu nói yêu vương lại như thế nào chúng ta cho dù là chết cũng quyết không thể nhường yêu ma tiến vào thái huyền vực nửa bước còn có không đến tiên môn diệt sạch thời điểm quyết không thể thỉnh lão tổ ra tay có thể là dương vô địch lo lắng một khi yêu vương ra tay chỉ bằng bọn hắn căn bản ngăn không được Hắn không sợ chết, vì tiên môn, vì thái huyền vực, chết đây tính toán là cái gì? Thế nhưng hắn không thể nhìn môn đồ đệ tử vô ích chịu chết a. À. Tô Uyên nói ra, ngươi không nên quên còn có Trần Sư đệ. Dương vô địch vỗ đùi nói, đúng a, à, ta làm sao quên đi Trần Sư đệ lúc này đã phong vương, quá tốt rồi, có Trần Sư đệ tại, một đầu yêu vương sợ cái gì? Chương 183, yêu ma là ngọc hư môn người, ngàn tuyết sư điệt, ngươi cũng đã biết sư phụ người bao lâu xuất quan. Dương Vô Địch hỏi, Cố Thiên Tuyết lắc đầu nói, ta cũng không biết, thế nhưng ta tin tưởng, một khi đến thời khắc nguy cấp, sư phụ nhất định sẽ xuất hiện. Tốt, vậy thì tốt. dương Vô Địch lúc này mới yên tâm lại. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn ra tới. Đột nhiên, vết nứt chỗ một đôi bàn tay khổng lồ đột nhiên đưa ra ngoài, hai tay gắt gao bắt lấy vết nứt, hướng phía hai phía lôi kéo. Vết nứt không lớn, chỉ có dài năm 6 mét, rộng 2 mét, một lần nhiều nhất chỉ có thể 2B. A à, cái yêu ma thông qua, một khi có một tôn cao thủ giữ vững vết nứt, đại khái có thể một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Trước đó, dương vô địch tạo hóa cảnh tu vi, tỏa chân vết nứt, một khi có yêu ma tiến vào, lập tức đem hắn chém giết. Lúc này, rõ ràng yêu ma cũng ý thức được điểm này, đang ở tìm kiếm nghĩ cách đem vết nứt lỗ hổng xé mở. Loại tình huống này, há có thể để cho đã được như nguyệt. Tô Uyên hừ lạnh một tiếng, trong tay Ngọc Hư ấn lập tức thi triển ra đi. Như tòa thứ nhất mỏng núi một dạng, hung hăng đập tới. Ngọc hư ấn là một khối sơn bảo cùng kiến mục luyện chế mà thành, ẩn chứa núi mục chi lực. Hung hăng đập xuống, một tiếng hét thảm truyền đến, hai cánh tay tại chỗ bị nện thành một bãi thịt nát tới. Vết nứt một bên khác vang lên một hồi kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới thế mà còn không có chính thức bắt đầu xâm lấn thời điểm, liền vận dụng tiên khí. Oanh, lại là một tiếng tiếng nổ mạnh truyền đến, một bóng người, không biết từ chỗ nào xông ra đột nhiên chủ động hướng phía Tô Uyên động thủ không tốt đây là Vương giả lực lượng Tô Uyên sắc mặt đại biến Vương giả lực lượng yêu vương ra tay rồi yêu vương ra tay này đã có thể mang ý nghĩ yêu ma xâm lấn toàn cục chính thức kéo ra Tô Uyên không dám khinh thường lập tức thi triển Ngọc Hư ấn hướng phía này một cái bóng mở công kích đi qua đồng thời giống to yêu ma xâm lấn liền muốn bắt đầu làm tốt vì thời động thủ chuẩn bị Ngọc Hư môn người đứng ngựa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Uyên, người vẫn là như vậy tự cho là đúng. Người cho rằng người ngăn trở sao? Hư ảnh dần dần hiển lộ ra thân hình tới, một tôn vô thượng tồn tại, một bộ áo bảo đen, toàn thân tản ra thuộc về yêu ma khí tức, cái chắn có một cái hỏa diễm bớt, một mặt chế diễu nhìn chằm chằm Tô Uyên. Người là Tô Uyên, toàn thân khẽ run, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Người còn sống, người làm sao lại đi yêu ma hoàng triều, hoàn thành vương giả cảnh ma vương? Yêu ma hoàng triều chia làm hai loại. Yêu tộc cùng ma tộc. Ma tộc chia làm yêu ma tộc cùng nhân ma tộc, nhân ma tộc, nhân loại tu luyện ma công, thành tựu nhân ma. Yêu ma vương người cười nói, có phải hay không thật bất ngờ, ta không chết, Tô Uyên, năm đó sư phụ bất công, rõ ràng ngọc hư chức trưởng môn là ta, sư phụ vì để cho ngươi kế vị, muốn phế đi tu vi của ta, đem ta trục xuất sư môn, ta không cam tâm, không nghĩ tới, mấy trăm năm không có gặp, ngươi Y Nguyên vẫn là tạo hóa cảnh, ta đã trở thành vương giả cảnh đi. Tô Uyên, hôm nay ta tu la vương đem tự mình dẫn yêu ma đại quân, diệt ngươi ngọc hư tiên môn, sau đó tại bao phủ toàn bộ thái huyền vực, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, từ nay về sau ta muốn làm cho cả thái huyền vực tại ta yêu ma hoàng triều thống trị dưới, làm nô. Tô Uyên kiên quyết nói, Đinh Nguyên, ngươi mơ tưởng, cho dù là ta Tô Uyên liều tính mạng không muốn, cũng tuyệt không nhường ngươi được như ý. Đinh Nguyên khinh thường nói, này có thể không phải do ngươi, mặc dù ngươi có tiên khí tại thân thế nhưng ta cũng không phải bình thường vương giả cảnh ngươi là ngăn cản không được ta nói xong đinh nguyên một bàn tay hướng phía tô uyên liền đánh ra tô uyên quá sợ hãi vội vàng ngăn cản tô uyên ta đây chính là thần cấp phó học tu la trưởng người tiếp được sao tô uyên vội vàng ngăn cản oanh nổ tung truyền đến tô uyên trong nháy mắt bị đánh lui há miệng liền là một ngụm máu tươi bắn ra a a a đinh nguyên cười lớn một tiếng vung tay lên sau lưng vết nứt lập tức không ngừng có yêu ma xuất hiện. Vừa ra hiện tại Thái Huyền vực, lập tức lộ ra hung tướng, hướng phía Ngọc Hư Môn người liền vào tới. Giết, quyết không thể nhường những yêu ma này tiến vào Thái Huyền vực. Ngọc Hư Môn người trên dưới một lòng, cùng nhau hướng phía yêu ma giết tới. Cố Thiên Tuyết một người hai kiếm, kim giao tiến thi triển ra, những nơi đi qua, yêu ma dồn dập bị cắn giết, nàng lúc này tựa như một tôn sát thần. Kiếm ý lướt qua, sát bên chết, đụng chết trong khoảnh khắc yêu ma thương vòng vô số ninh nguyên cũng chú ý tới cố thiên tuyết khẽ di một tiếng tốt một cái tuyệt thế sát chiêu không nghĩ tới thái huyền chân quân chết rồi thế mà còn có người lính mộ tuyệt chiêu của hắn nữ tử này chắc hẳn liền là các người ngọc hư tiên môn thiên chi kiêu tử không biết ta hiện tại giết nàng sẽ như thế nào ninh nguyên cười hắc hắc quay người hướng phía cố thiên tuyết liền công đánh tới ninh nguyên ngươi dám tô uyên trong nháy mắt vẻ mặt trở nên ảm đạm dâng lên hắn không nghĩ tới Đinh Nguyên thế mà công kích Cố Thiên Tuyết. Cố Thiên Tuyết có thể là Trần Lâm sư đệ đệ tử, không cho sơ thất. Tô Uyên càng như vậy, Đinh Nguyên sát ý càng hơn, lật tay ở giữa trong tay, nhiều một thanh màu đen nhánh đại đao, hướng phía Cố Thiên Tuyết, liền hung hăng một đao bổ xuống. Tu la một đao trảm đây là hắn tu luyện đại tu la bảo điển bên trong vô thượng đao pháp, một chiêu giết địch, không biết có bao nhiêu người chết tại hắn dưới một đao này. Này tu la một đao chạm Bất ngờ liền là một môn thần cấp việt học. Tô Uyên giận dữ hét, "Đinh Nguyên, ngươi sờ lấy lương tâm mình hỏi một chút chính mình, năm đó sư phụ tại sao phải đem ngươi trục xuất sư môn, còn không phải là bởi vì chính ngươi, tu luyện công pháp ma đạo, đánh lén đồng môn sư huynh đệ, lúc này mới muốn phế đi tu vi của ngươi, ngươi ngược lại tốt, còn không biết hối cải, phán xuất sư môn, đả thương sư phụ, này mới gặp đến ta tiên môn truy sát, ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta Ngọc Hư tiên môn có lỗi với ngươi?" ha 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 đinh nguyên cười điên cuồng cười to nữ tử này là đệ tử của ngươi không thành tô uyên ngươi thế mà gấp ta đây dám muốn giết hắn oanh này một đao y nguyên chém đến cố thiên tuyết trước mặt tô uyên lo lắng vạn phần chỉ có thể hét lớn thiên tuyết mau tránh ra cố thiên tuyết muốn lưu ý đến đinh nguyên một đao hướng phía chính mình chém giết tới lúc này càng là nghe được tô uyên nhắc nhở nơi nào còn dám đón đỡ đinh nguyên vương giả cảnh đây chính là mọi người đều biết thân hình lóe lên trong nháy mắt rời khỏi cách xa mấy mét tới một bước này chính là vũ bộ mặc dù vũ bộ tu luyện không giống như là tiểu võ chiếu như thế được trời yêu ái thế nhưng cũng bị hắn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành vũ bộ mặc dù chỉ là một môn thần cấp thân pháp nhưng lại dị thường thần kỳ danh sưng phương thốn ở giữa có ta vô địch có chút đột xuất khuyết điểm càng đột xuất nếu không phải thiếu khá rõ ràng đẳng cấp sẽ chỉ càng cao a à, đinh nguyên rất đối kinh ngạc nói khó trách chúng ta đại trưởng môn khẩn trương như vậy hợp đạo cảnh tiểu bối thế mà có thể tránh thoát công kích của ta có chút ý tứ chẳng phải là hắn càng nên giết Ninh nguyên nói xong cười lên ha hả ánh mắt bên trong tràn đầy chiêu tức sư đệ ngươi biết không ta hiện tại muốn nhìn nhất đến liền là như ngươi loại này muốn giết ta lại bất lực biểu lộ không chỉ như thế ta còn muốn ngay trước chán của ngươi mặt giết người giết ngươi quan tâm nhất người nữ tử này coi như là cái thứ nhất chương 184, nhìn cân treo sợi tóc đinh nguyên, người dừng tay cho ta. Tô Uyên diện mạo dữ tợn, cố thiên tuyết có thể là trần sư đệ đệ tử, thế mà không cho sơ thất. Ngọc hư ấn phá không mà đi, như một tòa núi lớn một dạng, hung hăng hướng phía đinh nguyên đụng đánh tới. Đinh nguyên một mặt khinh thường, sư đệ, người mang tiên khí lại như thế nào? Ta đinh nguyên nếu là giết người, ai cũng cứu không được, bao quát ngươi, hôm nay, không chỉ nàng muốn chết, Toàn bộ Ngọc Hư Tiên môn đều muốn diệt môn. Chết, oanh, Tu La bảo điển, thần cấp công pháp, năm đó bị hắn cùng một chỗ phát hiện, còn có một thanh Tu La lưỡi đao, như là bị máu tươi đổ vào, phát ra yêu dị màu đỏ tươi hào quang, cực kỳ làm người ta sợ hãi, để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Không tự chủ thấy sợ hãi, lại là Tu La một đao trảm, này một đao, so vừa rồi càng nhanh, mạnh hơn, càng thêm huyền diệu. Cố Thiên Tuyết bất quá hợp đạo trung kỳ, tại đinh nguyên trong mắt gà đất chó sành tồn tại, vốn cho rằng tùy ý một đao lìa. N có thể đem chém giết, hiện tại sao? Không dám chút nào chủ quan, một đao này ý vị phát huy tới cực hạn. Ba thành công lực nhất khích, không muốn nói hợp đạo cảnh, coi như là hóa thần cảnh, cũng có thể một đao chém giết. Ngọc hư ấn, đinh nguyên không tránh không né, ngược lại sau lưng đột nhiên am hiểu một đao màu đỏ như máu vòng bảo hộ, hướng phía ngọc hư ấn đụng tới. Sang rác, một tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền đến màu đỏ như máu vòng bảo hộ vỡ vụn thế nhưng ngọc hư ấn công kích cũng không thể tiếp tục được nữa tô uyên chỉ có thể trơ mắt nhìn đinh nguyên một đao chém về phía cố thiên tuyết thiên tuyết mau tránh ra lúc này đây cũng là tô uyên duy nhất có thể làm chỉ có thể kỳ vọng cố thiên tuyết có thể lại một lần nữa né tránh này một đao đáng tiếc đúng đúng cùng nguyện vọng này một đao cố thiên tuyết dù như thế nào cũng trốn tránh không ra cả người phảng phất bị khóa chặt thậm chí liền động đậy một thoáng đều làm không được chẳng lẽ mình liền phải chết ở chỗ này sao? Cố thiên tuyết trong lòng không khỏi bay lên một vệt thê lương tới. Sư phụ, thật xin lỗi, đệ tử không thể bồi ngươi. Oanh, nhưng vào lúc này, thái ất sơn hướng đi, đột nhiên một đạo sát ý sông lên trời, một đạo kiếm ý trong nháy mắt phá toái hư không, hướng phía đinh nguyên công kích tới. Ai dám giết đệ tử ta, muốn chết? Oanh, kiếm ý phá không, trong nháy mắt đi vào cố thiên tuyết trước mặt, nhất kích đánh chúng đinh nguyên tu la lưỡi đao, Tu la lưỡi đao phát ra tiếng vang lanh lảnh, một cỗ đại lực kéo tới, tất sát một đao trong nháy mắt lập tức bị phá, Đinh Nguyên một mặt lui lại mấy bước. Vương giả cảnh, sư đệ, chẳng lẽ liền là trước đây không lâu đột phá vương giả cảnh cái vị kia? Liền để ngươi nhìn ta làm sao đem hắn chém giết, bàng bạc chiến ý từ trên người Đinh Nguyên bạo phát đi ra. Hắn Đinh Nguyên, yêu ma hoàng triều tu la ma vương, vương giả cảnh trung kỳ, mà hắn phải đối mặt, bất quá vừa vừa bước vào vương giả cảnh không lâu. Căn bản không bị hắn để vào mắt. Tô Uyên không thèm để ý Đinh Nguyên, lập tức đi vào cố thiên tuyết trước mặt, đem hắn bảo vệ. Mà cũng nhưng vào lúc này, toàn bộ chiến trường đột nhiên tản mát ra một cỗ lực lượng quỷ dị. Tất cả mọi người vũ khí tựa như là không chịu khống chế một dạng, rời tay bay ra, bay vào trên không. Một màn này quá quen thuộc, nhất là đối diệu thiện tiên tử mà nói. Vạn kiếm quy tông, diệu thiện tiên tử hét lớn, ngọc hư môn người lui. Hắn biết. Đây là Trần Lâm Sư đệ muốn nhất niệm chấp phản kiếm, đánh giết trước mắt yêu ma. Luận quần thể công kích, còn có cái gì kiếm pháp so đến được vạn kiếm quy tông. Các yêu ma liền không biết làm sao, lập tức dẫn tới một hồi rối loạn. Một cái ý niệm trong đầu cũng đồng dạng tại đinh nguyên trong lòng bay lên. Này làm sao cực kỳ giống Huyền Thanh Tiên môn thuộc sơn kiếm mạch trấn phái tuyệt học vạn kiếm quy tông. Bất quá không dung hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì trong tay hắn tu la lưỡi đao thế mà cũng có thoát cách chính mình trưởng khống cảm giác. Mà cũng như vào lúc này, một cái bá đạo mà tràn ngập sát ý thanh âm vang lên. "Ta nhất nghiệp, chấp vạn kiếm, có thể lay trời, tích treo núi, đảo biển." Vạn kiếm quy tông, tất cả mọi người vũ khí, mặt đất bên trên hoa cỏ cây cối, tung bay ở hư không yêu ma lực lượng đều trong nháy mắt giống như là bị khống chế một dạng, lơ lửng giữa không trung, biến thành một tôn hủy thiên diệt địa cự nhân vô tận kiếm ý nhập vào xuất ra, phảng phất muốn đem trước mắt yêu ma toàn bộ cắn giết. Đinh Nguyên sắc mặt đại biến, mắng to, đáng chết, thật sự chính là vạn kiếm quy tông. Không thể đối đầu, nhanh, toàn bộ rút về đi. Đối mặt vạn kiếm quy tông, quản chi là hắn, vương giả cảnh trung kỳ, cũng chỉ dám nói có sức tự vệ, cũng không dám hứa chắc những yêu ma này an toàn. Đều đã đi tới Thái Huyền Vực, những yêu ma này làm sao có thể rút lui, dồn dập làm tốt ngăn cản chuẩn bị rơi, Trần Lâm trượt quát một tiếng, công kích trong nháy mắt rơi xuống, oanh, yêu ma một phương, liền bị vô số công kích bao trùm, như là mưa rào tầm tã, mà này. Mưa kiếm, mỗi một kiếm, mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa mạnh mẽ kiếm ý. Vạn kiếm quy tông, vạn tên cùng bắn, một kiếm không đủ, lại đến nhất kiếm. Trong khoảnh khắc, yêu ma một phương, cũng là đinh nguyên bên ngoài, nắm chắc mấy tôn trưởng sinh cảnh yêu ma sống sót, tu vi hơi thấp yêu ma, không có chỗ nào mà không phải là toàn quân bị diệt trọn vẹn hơn vạn yêu ma mệnh tang tại này là trần sư thúc quá tốt rồi trần sư thúc ra tay không quan trọng yêu ma tính là gì còn không phải chết cố thiên tuyết càng là vui đến phát khóc vừa rồi một khắc này nàng thật cho là mình liền phải chết sư phụ trần lâm đối cố thiên tuyết khẽ gật đầu nói vi sư tới người yên tâm ai cũng không dám tổn thương ta trần lâm đệ tử nói xong quay người đối đinh nguyên nói ra liền là ngươi vừa rồi kém chút giết ta đệ tử, ngươi đáng chết. Đinh Nguyên nhìn phía sau bị chính mình mang tới yêu ma thương vong thảm trọng, sát ý trong lòng bùng nổ tới được đỉnh phong, hừ lạnh nói, từng cái vừa bước vào vương giả cảnh phong vương, cũng dám dõng dạc muốn giết ta. Ngươi cũng xứng, Đinh Nguyên hét lớn, tu la một đao chảm, chém ra một đao, nương theo lấy Đinh Nguyên điên cuồng cười to. Vẫn là một đao kia, Thế nhưng lúc này này một đao trong tay Đinh Nguyên Y Nguyên bộc phát ra so vừa rồi chém giết Cố Thiên Tuyết một đao kia còn cường hãn hơn mấy chục lần uy lực, vừa rồi chém giết Cố Thiên Tuyết thời điểm, bất quá dùng ba thành thực lực, này một đao, chọn vẹn chín thành thực lực một đạo. Huyết tinh cùng tử vong trong nháy mắt bao phủ lại, hư không phá toái, từng cái vết nứt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một đao ra, phảng phất muốn đem linh hồn của bọn hắn cho chém vỡ một dạng. Tu Vi hơi thấp người, trực tiếp bị cường hãn tu la đao ý chấn nhiếp, nổ đầu đến cùng, phát ra thống khổ kêu thảm đến, coi như là dương vô địch, bực này tạo hóa chân quân cũng một chút chịu không được, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng ngăn cản. Tô Uyên sắc mặt đại biến, lớn tiếng nhắc nhở, ngăn chặn hai lỗ tai, đây là tu la ma âm. Ha ha ha, không sai, tu la ma âm, các người coi là ngăn chặn lỗ tai là có thể tránh thoát sao. Còn có ngươi, mới vừa vào vương giả liền dám dõng rạc, đi chết đi. Trần Lâm lắc đầu nói, "Tu La Ma âm, công kích linh hồn, đáng tiếc là đối ta vô dụng, còn có, đao pháp của ngươi rất mạnh sao?" "Vậy ngươi cũng tiếp ta một kiếm tốt, Nhất khí hóa tam thanh." Trong nháy mắt, ở trong mắt Đinh Nguyên, Trần Lâm trong nháy mắt biến thành ba người, theo ba phương hướng hướng phía hắn liền triển khai công kích. Chương 185, toàn bộ chém giết không quan trọng huyễn cảnh, cũng muốn gạt ta. Đinh Nguyên hai mắt nhắm lại, thần thức quét ngang nghĩ muốn tìm đến cái nào mới là trần lâm chân thân sau một khắc hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra bất khả tư nghị nói làm sao có thể ba cái đều là thật không nhất định có hai cái là giả thế gian làm sao có thể có người có thể một hóa ba người trần lâm khinh thường nói nhận thức một chút đây là vô thượng tiên thuật nhất khí hóa tam thanh xiết ngươi đầy đủ xoẹt ngay tại đinh nguyên thần tâm bị hao tổn không thể tưởng tượng nổi thời điểm Trần Lâm công kích trong nháy mắt cực hạn, ba người tam kiếm cùng nhau xuyên thủng Đinh Nguyên thân thể. Đinh Nguyên một ngụm máu tươi bắn ra, quỳ một chân trên đất, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, trong miệng phát ra không dám tiếng cười đến, ta không phục, người bất quá vừa mới đột phá vương giả cảnh, người làm sao có thể đánh thắng ta, người đột nhiên tập kích, đánh lén ta, có bản lĩnh để cho ta chữa khỏi vết thương, chúng ta tại quyết một trận tử chiến. Trần Lâm một mặt khinh thường nói, đầu óc người có phải hay không có vấn đề, chờ ngươi chữa khỏi vết thương, tại quyết một trận tử chiến, hiện tại ngươi phải hiểu rõ, ngươi là thịt cá, ta là giao thất, muốn giết ngươi, liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng dễ dàng. Lại nói, người nào nói cho ngươi, ta vừa đột phá vương giả cảnh liền không phải là đối thủ của ngươi. Yêu ma một đầu, vọng tưởng xâm lấn ta thái huyền, vừa vặn, vậy ngươi. Đầu này tuyệt thế ma vương tế cờ, chấn nhiếp yêu ma hoàng triều. Sang giác, một kiếm, trần lâm tại chỗ chém dụng đinh nguyên đầu đinh nguyên bị giết dọa đến còn lại vài đầu yêu ma run lẩy bẩy lập tức lui lại trần lâm ngẩng đầu nhìn những yêu ma này cười có chút y tứ một tôn yêu soái ba tôn yêu tướng các ngươi cũng cùng chết tốt chạy mau tới bắt tu la ma vương đều không phải là đối thủ của người nọ bọn hắn nơi nào còn dám dừng lại quay người liền muốn muốn thông qua vết nước chạy trốn trần lâm há có thể để bọn hắn chạy hư lạnh nói muốn chạy phất tay liền là nhất kiếm chảm ra bốn cái đầu lâu bay lên cao cao, tận lực bồi tiếp Trần Lâm vơ vét chiến lợi phẩm thời điểm. Cuối cùng, hết thảy yêu ma thi thể đều bị hắn theo vết nước từng cái ném đi trở về. Bao quát tu la vương ninh nguyên, sư phụ, người quá lợi hại, cố thiên tuyết tiến lên đón. Trần Lâm quan tâm nói, người không sao chứ, cố thiên tuyết lắc đầu nói, đệ tử không có việc gì, đa tạ sư phụ quan tâm. Tô Uyên đi tới nói ra, chúc mừng sư đệ thành tựu phong vương mọi người cũng đều dồn dập biểu thị chúc mừng tam thanh điện yêu ma xâm lấn bị đánh lui trần lâm cường thế xuất quan đánh giết một tôn yêu ma hoàng triều vương giả cảnh ma vương có thể nói là đại thắng mặc dù không đến mức nhường yêu ma hoàng triều bỏ đi xâm lấn thái huyền vực thế nhưng ít nhất một đoạn thời gian rất dài yêu ma hoàng triều không dám tùy ý xâm lấn lúc này mọi người không khỏi vây quanh trần lâm một tôn phong vương hơn nữa còn là sư đệ của bọn hắn cho tới nay phong vương lão tổ tại trong lòng bọn họ bên trong vậy cũng là cao cao tại thượng tiên môn định hải thần châm chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc mà lại trước đây không lâu còn cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ họp thương thảo tiên môn sự vụ tô uyên nói ra mối nguy tạm thời giải trừ may mắn mà có trần lâm sư đệ xuất quan nơi này cũng đồng dạng chúc mừng trần lâm sư đệ thành tựu vương giả cảnh từ nay về sau ta ngọc hư tiên môn nội tình lại muốn tăng thêm một phần trần sư đệ ta liền biết người nhất định trở thành phong vương lão tổ, vốn cho rằng ít nhất 3 năm năm, không nghĩ tới cũng quá nhanh, tính toán tháng ngày, khoảng cách thái huyền thịnh hội kết thúc mới bao lâu. Dương vô địch là nhất cảm khái, từ khi lúc trước thập vạn đại sơn, Trần Lâm đem hắn khởi tử hồi sinh, Dương vô địch liền đối Trần Lâm tràn đầy cảm kích cùng tín nhiệm. Liền người chết đều có thể phục sinh, còn có cái gì là hắn không chạy tới. Trần Sư Đệ, chúc mừng A, à, chúc mừng Dương Sư Đệ, mọi người cũng đều dồn dập chúc mừng dâng lên. Trần Lâm Khiêm Tốn nói, may mắn, may mắn thôi. Đúng rồi, trưởng môn sư huynh, trước đó đánh giết cái kia một Tôn Yêu Ma Vương thời điểm, từ trên người hắn đạt được một bản công pháp bảo điển, đây chính là cái kia Tôn Yêu Ma Vương công pháp tu luyện, trưởng môn sư huynh ngươi xem coi thế nào xử trí. Xem như Lâm đọc qua môn này tu la bảo điển thời điểm cũng bị giật nảy mình. Công pháp thần kỳ, nhưng lại tàn nhẫn dị thường, tàn nhẫn như vậy công pháp, vừa mới bắt đầu hắn còn chuẩn bị đem hắn hủy đi bất quá về sau tưởng tượng, không bằng giao cho trưởng môn, sau đó lại nhường hắn phá hủy, dạng này chính mình cũng có thể hao một đợt lông dê. Tô Uyên nghe được đây là đinh nguyên công pháp tu luyện, thần sắc trong nháy mắt nhất biến, vội vàng nhận lấy, hít sâu một hơi nói ra, tu la bảo điển, trong truyền thuyết yêu ma tứ đại vương tộc một trong tu la vương tộc trấn phái công pháp, công pháp này giữ lại không được, cũng may bị Trần Lâm Sư đệ tìm tới, nếu như bị cái khác môn đồ đệ tử đạt được, hậu quả khó mà lường được ta ác như thế công pháp giữ lại tác dụng gì không bằng hủy đi được rồi. Tô Uyên đang khi nói chuyện trong tay lập tức bốc cháy lên một đám lửa. đây là Ngọc Hư Tiên môn một môn hỏa diễm thần thông Ngọc Hư Chi hỏa vương phẩm công pháp hỏa diễm lướt qua tu la bảo điển trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho tàn. nhưng mà nhưng vào lúc này nhưng từ này một đoàn cho tàn bên trong đột nhiên toát ra một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lam phản phất ý thức được nguy hiểm gì một dạng trong nháy mắt bay lên, nghĩ phải thoát đi tam thanh điện. Không tốt, đây là tu la tàn hồn. Tô Uyên mặt mũi tràn đầy sát ý, trở tay liền là một bàn tay đánh ra. a à, một tiếng hét thảm truyền đến, này đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, trong nháy mắt yên diệt. Chẳng lẽ cũng là bởi vì này một đoàn tu la tàn hồn, mới khiến cho hắn rơi vào ma đạo sao, Ken ký chủ đưa tặng đồng môn trưởng môn tô uyên bán tiên cấp thần thông bảo điển tu la bảo điển phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn ngàn lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp đằng vân giá vỗ thần thông trong nháy mắt vạn giảm. được a à, đi đường thần thông đây chính là tu la bảo điển bán tiên cấp bảo điển a bất quá cũng không tệ ít nhất đằng vân giá vũ đi đường cực kỳ đẹp trai không phải so bay lượn nhanh hơn ngưng sát cảnh có thể tầng trời thấp bay lượn, thế nhưng tối đa cũng liền so ngựa nhanh một chút ngày đi một ngàn trường sinh tam cảnh nhanh hơn ngày đi mấy vạn dặm mà này tiên cấp đằng vân giá vũ trước mắt vạn dặm đương nhiên so trong truyền thuyết thần thoại cân đầu vân một cái bổ nhào cách xa vạn dặm kém xa cũng so bay cầu vồng chi thuật song chỉ một cái ba mươi vạn dặm kém càng xa trần lâm rất nhanh liền theo bạo kích trả về trong vui sướng lấy lại tinh thần vừa vặn tô uyên cuối cùng câu nói này bị hắn nghe rõ ràng chẳng những là hắn trên cơ bản tất cả mọi người nghe được dồn dập nhìn về phía tô uyên Tô Uyên hít sâu một hơi nói ra, ta biết ở đây rất nhiều người đều có cái nghi vấn này, trước đó yêu ma vương giống như cùng ta biết, đồng thời mở miệng một tiếng sư đệ, không sai, chúng ta thực sự nhận biết, mà lại hắn còn ra từ chúng ta ngọc hư tiên môn. Trưởng môn sư huynh, người đây là ý gì, người nói đầu kia yêu ma ra từ chúng ta ngọc hư tiên môn, cái này sao có thể? Hắn nhưng là yêu ma a, à, hắn lại là thế nào trà trộn vào chúng ta ngọc hư tiên môn? Mọi người không khỏi phát ra nghi vấn tới. Tô Uyên nói ra, người nào nói cho các người biết đầu này yêu ma vương là yêu ma mà không phải người. Có thể là bộ dáng của hắn. Mọi người nghi ngờ nói, bạn nghe chuyện nhanh hãy truy cập ngay trang web nữ hoàng chuyện com để nghe chuyện MP3 nhanh và mới nhất. chương 186, phía sau màn có một cái đại thủ Tô Uyên nói ra, thoạt nhìn thật sự là hắn rất giống nhân loại, nhưng là mình xem ra hoàn toàn chính xác có được yêu ma đặc thù, mà sở dĩ có được những yêu ma này đặc thù hoàn toàn là bởi vì vừa rồi bị ta hủy đi công pháp, Tu La Bảo Điển. Tu La Bảo Điển bản thân là Tu La Vương tộc vô thượng điển tịch một trong, nhân tộc tu luyện về sau liền sẽ hóa thân thành nửa Tu La thể chất, Đinh Nguyên liền là như thế. Đinh Nguyên, liền là đầu kia tên yêu ma vương, bản thân hắn là ta trưởng môn nhất mạch đại sư huynh, thiên sinh thần thể, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí của ta bây giờ vốn nên là hắn. Dương vô địch nói ra, sư huynh, người cái này đùa giỡn không tốt đẹp gì cười, thật nếu để cho hắn trở thành ta ngọc hư tiên môn trưởng môn, ta ngọc hư tiên môn còn không bị hắn mang diệt môn. Tô Uyên lắc đầu nói, này buồn cười sao? Không buồn cười, Đinh Nguyên, năm đó thiên phú dị bẩm, đáng tiếc không biết hắn từ nơi nào đạt được bản này tu la bảo điển, bị hắn dẫn dụ, thế mà lựa chọn tu luyện phía trên thần thông, lại bị sư phụ phát hiện, vốn là muốn đem hắn phế bỏ tu vi trục xuất tiên môn, thế nhưng hắn lại không cam tâm, phát rồ đả thương sư phụ, chạy ra tiên môn. Cứ như vậy tự nhiên không thể tính như vậy, thế là ta ngọc hư tiên môn tuyên bố lệnh truy sát, sau này hắn cũng đã biến mất, nghe nói chết rồi, lại không nghĩ rằng hắn thế mà trốn vào thập vạn đại sơn, đến yêu ma hoàng triều, còn trở thành yêu ma vương, trở thành lần này trinh phạt thái huyền vực tiên phong. Mọi người khinh thường nói, trưởng môn sư huynh, này cũng chỉ có thể nói là hắn ý chí không đủ kiên định, mặc kệ năm đó chân tướng như thế nào, há. N đã biến thành một đầu yêu ma, còn ý đồ xâm lấn ta thái huyền vực, đáng chém, may nhờ Trần Lâm sư đệ đột phá đến vương giả cảnh, bằng không ta ngọc hư tiên môn tai kiếp khó thoát. Mọi người suy nghĩ một chút liền nghĩ mà sợ, mấy vạn yêu ma, dẫn đầu vẫn là một tôn yêu ma vương, chớ đừng nói chi là tam thập lục thiên cương yêu soái, thất thập nhị địa sát yêu soái, mỗi một cái không thể so trưởng môn sư huynh kém. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ, Tô Uyên nói ra, tốt, không nói hắn, lần này yêu ma xâm lấn nhưng trong nội tâm của ta đột nhiên có một cái rất trọng yếu ý nghĩ ta cảm thấy đại gia cùng ta cùng một chỗ phân tích phân tích đại tranh chi thế sau có đại chiến ta thiên nguyên thế giới mấy trăm vạn năm biến thiên bên trong chưa bao giờ thoát ly qua cái quy luật này tất cả mọi người còn nhớ rõ trước đó yêu đế mộ đột nhiên xuất hiện yêu ma mấy lần xâm lấn bình chướng xuất hiện lỗ hổng trong đó còn có một lỗ hổng xuất hiện tại ngọc hư tiên môn ta đột nhiên có một loại cảm giác phảng phất phía sau màn có một nhánh bàn tay vô hình tại kỹ thuật tất cả những thứ này. Nó mục đích chỉ sợ là vì hoác loạn toàn bộ thái huyền vực mà chúng ta ngọc hư tiên môn lại là bọn hắn thứ nhất đối phó mục tiêu. Cái gì, Tô Uyên lời đơn giản quá kinh người, ý tứ rất rõ ràng, vô luận là yêu đế mộ xuất hiện, vẫn là này hai lần yêu ma xâm lấn, thậm chí bình chướng lỗ hồng, đều là cố ý. Trưởng môn sư huynh, người có không chứng cứ chứng minh điểm này. Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng tràn đầy sát ý. Có người mưu hại tất cả những thứ này, đến cùng là ai, không tiếc sinh linh đồ thán. Lần trước yêu ma thăm dò tính xâm lấn, Trần Lâm cũng xuống núi chảm yêu trừ ma. Hắn không phải thánh mẫu, thế nhưng cũng thấy vô số bị yêu ma hỏa hại lãnh thổ, thương vong vô số, trôi giạt khắp nơi, như nhân gian luyện ngục tình cảnh. Tô Uyên lắc đầu nói, không có, ta chẳng những không có chứng cứ này, mà lại, ta nói tới cũng chỉ là ta một loại cảm giác đồng thời gần chút thời gian phát sinh hết thảy đều quá xảo hợp tựa như là thiết kế tốt một dạng mà chỉ sợ duy nhất không có cân nhắc đến đại khái liền là trần lâm sư đệ ngươi ta trần lâm cau mày nói tô uyên gật đầu nói nếu như lần này không phải trần lâm sư đệ ngươi các ngươi cho rằng lần này kết quả như thế nào ta ngọc hư tiên môn chắc chắn diệt môn yêu ma cũng sẽ dùng cái này làm đột phá khẩu chính là hoác loạn toàn bộ thái huyền vực phó tông nguyên hừ lạnh nói sư huynh Lời này liền không đúng, chúng ta Ngọc Hư Tiên môn lại không phải là không có Phong Vương lão tổ. Tô Uyên nói ra, người nói là Thanh Dương lão tổ đi, các ngươi nhưng biết, ba đại tiên môn, hai đại cổ tộc trung trấn thái huyền vực, bọn hắn vì sao lại lựa chọn theo chúng ta Ngọc Hư Tiên môn ra tay sao? Đúng a, à, vì cái gì? Mọi người không khỏi nghi hoặc. Tô Uyên thở dài một tiếng nói, Thanh Dương lão tổ năm nay sống hơn 2 năm. Hơn 2 năm, mọi người không khỏi biến sắc vương giả cảnh, tuổi thọ 3.000 tả hữu 2.700 tuổi, đã đi đến tuổi thọ cực hạn, khí huyết suy bại, thực lực giảm lớn, tuy có vương giả cảnh giới, nhưng lại rất khó phát huy ra vương giả cảnh thực lực. Dùng đinh nguyên cường thế, chỉ sợ thanh dương lão tổ thật đúng là không phải là đối thủ. Thế nhưng này cũng không thể nói rằng có người mưu hại chúng ta ngọc hư tiên môn A. Tổ huyên nói ra, đây cũng là cá nhân ta cảm giác, thế nhưng đến cùng có người hay không tính toán tất cả những thứ này, sau này hãy nói, hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào ứng phó sau đó đại chiến dương vô địch nói ra trưởng môn sư huynh ngươi sẽ không cho là yêu ma sẽ còn xâm lấn ta thái huyền vực nắm lần này đều đã chết một đầu yêu ma vương đây chính là phong vương lão tổ bọn hắn yêu ma hoàng triều lại có bao nhiêu tô uyên lắc đầu nói không năm đó yêu ma hoàng triều bị đại đế phong ấn muốn muốn tiến vào chín đại cương vực nhất định phải xuyên qua theo thập vạn đại sơn chỗ sâu giết ra đến không nói nguy hiểm trong đó, chỉ là thập vạn đại sơn tồn tại tự nhiên cấm chế. Không có mấy năm thời gian, bọn hắn căn bản tới không được nhân loại cương vực. Bây giờ đột nhiên xuất hiện hai cái lỗ hổng, bọn hắn còn không nắm lấy cơ hội, một lần ngăn trở tính là gì? Yêu Ma Vương, theo điển tịch ghi chép, tại Yêu Ma Hoàng triều trong lịch sử, toàn thịnh thời kỳ, Yêu Ma Vương trọn vẹn hơn 10 vị, coi như là ít nhất thời điểm cũng có 7, 8 vị nhiều. Các vị thủ tọa, một cái đinh nguyên không đáng kể chút nào càng lớn mối nguy còn tại đằng sau. Nhưng vào lúc này, một cái tiên môn chấp sự vội vã chạy vào, bẩm báo nói, trưởng môn, các vị thủ tọa trưởng lão, việc lớn không tốt, vừa mới chuyển đến tin tức, Trần Yêu Quan lỗ hổng đột nhiên toát ra vô số yêu ma, đang ở tiến công Trần Yêu Quan. Đục, Tô Uyên lập tức đứng lên, yêu ma hoàng triều, quả nhiên tặc tâm bất tử, vốn cho rằng tại ta ngọc hư tiên môn gặp thảm bại, bọn hắn ít nhất cũng cần một lần nữa điều binh khiển tướng, xâm lấn ta thái huyền vực, không nghĩ tới một khắc đồng hồ đều không chờ được. Vừa vặn các vị thủ tọa trưởng lão đều ở đây, ta kiến nghị lập tức điều động một bộ phận trưởng lão đệ tử, đi tới trợ giúp. Ta đi, Trần Lâm đột nhiên đứng lên nói ra, tất cả mọi người lưu lại, ta một mình đi một chuyến. Tô Uyên nói ra, Trần Sư Đệ, người có một người có thể chứ? Trần Lâm nói ra, nếu như ta một người đều không thể người nào còn có khả năng, đến mức để cho các ngươi lưu lại, chính là vì dự phòng yêu ma hoàng triều kế điệu hổ ly sơn, mà ta vừa vặn tinh thông một môn đi đường thần thông, nếu như yêu ma hoàng triều thật phải thừa cơ tiến công ta ngọc hư tiên môn, ta cũng có thể kịp thời gấp trở về. Một tôn yêu ma vương còn không có giết đủ rồi, chỉ cần bọn hắn dám vào xâm ta thái huyền vực, ta không ngại giết nhiều mấy cái. chương 187, huyết dẫn triệu hoán đại trận trấn yêu quan bên ngoài, lúc này cũng là các thế lực lớn tụ tập, ba đại hoàng triều dùng thẩm mộng khê vi tôn, thẩm mộng khê tham lam chiến thần, bằng vào chiến công hiển hách, uy trấn ba đại hoàng triều không người không phục mà các đại tiên môn cổ tộc lại là làm theo ý mình chính mình có uy phong của mình giáo phái triều tông liền bám vào tiên môn cổ tộc chung quanh ngọc hư tiên môn ngược lại cũng không phải người cô đơn bên người liền vây quanh một cái triều tông hai cái tông môn thẩm linh lung mang theo thẩm quyên liền trốn ở ngọc hư trong đại quân nàng vừa đến trấn yêu quan liền cùng đại ca của mình nhận nhau huynh muội đồng lòng tề lực đồng tâm ngay tại Ngọc Hư Tiên môn đánh lui yêu ma đại quân, đồng thời Thái Ất Sơn thủ tọa Trần Lâm đột phá vương giả cảnh, chém giết một tôn yêu ma vương tin tức, càng làm cho người phấn chấn. Tin tức xác thực phấn chấn, nhưng lại có một nửa mặt người sắc cự biến, trong lòng tràn đầy hận ý. Đáng chết, vốn cho rằng lần này Ngọc Hư Tiên môn muốn tổn thất nặng nề, lại không nghĩ rằng bị cái này Trần Lâm làm hỏng. Đột phá vương giả cảnh, chẳng phải là mang ý nghĩa Ngọc Hư Tiên môn có hai tôn phong vương đây không thể nghi ngờ là cho các thế lực lớn hung hăng nhất kích nhất là huyền thanh tiên môn quả là nhanh điên rồi hắn trần lâm dựa vào cái gì xiết bọn hắn thủ tọa xiết bọn hắn thái thượng trưởng lão xiết bọn hắn trưởng môn hiện tại cư nhiên trở thành phong vương báo thù người để bọn hắn làm sao báo cừu nhưng mà quỷ dị bầu không khí còn không có kéo dài bao lâu thập vạn đại sơn bên ngoài lỗ hổng đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa Nơi này lỗ hồng so ngọc hư sơn mạch lỗ hồng càng lớn, dài 7, 8 mét, hơn 3 mét rộng, duy nhất một lần có khả năng thông qua 4 năm người. Yêu ma khí tuôn ra, một đầu to lớn yêu thú trước tiên chui ra. Vừa mới bắt đầu như cùng một con tiểu trùng, vừa xuất hiện tại Thái Huyền Vực, lập tức biến thành một đầu quái vật khổng lồ, trọn vẹn hơn trăm mét dài, kéo ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía vết nước trước người liền một ngụm nuốt xuống. Không tốt, đây là thái cổ yêu thú thái thản cự mãng, đại gia cẩn thận, đầu này thái thản cự mãng ít nhất cũng có tạo hóa cảnh cảnh giới đỉnh cao. Mọi người khôn, gơ khỏi rối loạn tưng bừng, thái thản cự mãng, lấy rồng làm thức ăn, không nghĩ tới lần này yêu ma coi đây là mở đường tiên phong. Cự mãng trên người lân giáp không thể phá vỡ, bình thường công kích căn bản công không phá được phòng ngự của hắn. Thái thản cự mãng vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, lập tức làm sạch sân bãi, theo sát phía sau liền là vô số yêu ma hiện ra tới. Yêu ma xâm lấn, làm tốt phòng ngự. Thẩm Mộng Khê chiến lược trấn yêu quan trên tường thành, cầm trong tay tham lang chiến mâu hướng phía không ngừng theo trong cái khe chạy ra yêu ma nhất chỉ, vạn tên cùng bắn, vô số mũi tên lập tức bắn ra. Lít nha lít nhít, này chút mũi tên, đối phó bình thường yêu ma còn tốt, đối phó cao đẳng yêu ma, căn bản không phá nổi phòng ngự của bọn hắn. Huống chi trong đó còn kèm theo trường sinh cảnh yêu ma. Cao đẳng yêu ma có thể biến ảo thành hình người, mà trường sinh yêu ma có thể biến hóa thành người. Nếu là không động thủ, nhân yêu chẳng phân biệt được. Rất nhanh, theo trong cái khe yêu ma càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc liền là mấy chục vạn, hơn trăm vạn, yêu ma băng đằng, mặt đất chấn động, tựa như cấp 12 động đất một dạng. Mặt đất sụp đổ, đất rung núi chuyển, hướng phía trấn yêu quan bên ngoài phòng tuyến phát động công kích. Oanh, một lần, hai lần, ba lần, lần lượt va chạm, giang rắc một tiếng, trấn yêu quan bên ngoài đại trận trong nháy mắt vỡ vụn. Giết, Ngọc Hư tiên môn chấp kiếm trưởng lão, một thanh rút tay ra bên trong kiếm, phung tay lên, Ngọc Hư môn người đứng ngựa hướng phía yêu ma che đậy giết đi qua. Thẩm linh lung một người nhất kiếm, cũng biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu. Hợp đạo cảnh tu vi, cầm trong tay nam minh ly hỏa kiếm, đạt được ngộ kiếm thảo, lĩnh ngộ ra độc thuộc về mình đại chu thiên kiếm pháp, mặc dù chỉ là thần cấp kiếm pháp, thế nhưng giờ khắc này, lại bộc phát ra dọa người lực sát thương tới. Một kiếm một cái, hắn sức chiến đấu, tại ngọc hư tiên môn bên trong gần với chấp kiếm trưởng lão. Hỗn nguyên đại trận, cùng nhau trông coi, quyết không thể nhường yêu ma đột phá phòng tuyến của chúng ta. Các đại tiên môn của tộc giáo phái dồn dập tổ kiến chính mình trận pháp. Hòa làm một thể, lập tức nhường đánh thẳng tới yêu ma thế công đình trệ, vô số yêu ma thi thể dồn dập rơi xuống, liền lấy ngọc hư tiên môn trận pháp, trận pháp vừa ra, có thể giết tạo hóa. Sát lục đang kéo dài, thời gian đang trôi qua, một giờ đi qua đã là mấy chục vạn con yêu thú vẫn lạc tại trần yêu quan xuống thế nhưng ai cũng không dám chủ quan bởi vì cũng nhìn ra được những yêu ma này đều là dùng cấp thấp yêu ma làm chủ chỉ có số rất ít cao đẳng yêu ma thẩm quyên lúc này tìm được thẩm linh lung tiểu thư ta phát hiện có điểm gì là lạ cái này khiến ta nghĩ đến một môn triệu hoán đại trận thẩm quyên tại trần lâm cố ý bồi dưỡng dưới kiếm đạo làm chủ trận pháp làm phụ nàng lúc này đã là thiên cương cảnh cường giả trận pháp trình độ cũng đi đến ngũ phẩm. Mặc dù trình độ không cao, nhưng lại hiểu biết bất phàm. Trần Lâm theo trận pháp kinh nghiệm trả về, đi đến vương phẩm trận pháp sư trình độ, hệ thống phụ trợ, Trần Lâm có thể nói là toàn năng trận pháp sư, trong đó cũng bao quát triệu hoán trận pháp. Bởi vì Trần Lâm cố ý nắm chính mình sẽ trận pháp tri thức, biên soạn thành sách, đặt ở tàng thư khố bên trong, cái này trận pháp vừa vạn thẩm quyên có chỗ đọc lướt qua. Thẩm Quyên tiếp tục nói, ta tại tàng thư khố bên trong một môn trận pháp trong điển tịch thấy qua tương tự trận pháp, dùng máu tươi làm dẫn, triệu hồi ra một tôn huyết ma đến, số lượng càng nhiều, huyết ma uy lực càng lớn. Dựa theo trước mắt tình thế đến xem, bọn hắn hẳn là chuẩn bị triệu hồi ra một đầu phong vương huyết ma tới. Thẩm Linh lung sắc mặt đại biến, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phong vương huyết ma, có được vương giả cảnh sức chiến đấu, bất tử bất diệt, dùng máu tươi mà sống, chỉ có sát lục, hào vô nhân tính thẩm linh lung lập tức tìm tới chấp kiếm trưởng lão chấp kiếm trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đối thẩm quyên hỏi người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn các yêu ma tại thi triển huyết dẫn triệu hoán đại trận triệu hoán huyết ma thẩm quyên khẽ cắn răng nói ra ta có tám phần mười đủ rồi chấp kiếm trưởng lão nói ra ta lập tức thông chi những tiên môn khác cổ tộc rất nhanh chấp kiếm trưởng lão tìm đến các đại tiên môn cổ tộc người phụ trách nói ra các vị các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mặc dù chúng ta giết mấy chục vạn yêu ma thế nhưng đều là cấp thấp yêu ma, cao đẳng yêu ma có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này khiến ta nhớ tới một môn trận pháp, huyết dẫn triệu hoán đại trận. Cổ phong, người còn mắt nào thấy đây là huyết dẫn triệu hoán đại trận, buồn lo vô cớ, lại nói, nhiều như vậy yêu ma ngươi không giết làm sao bây giờ? Vẫn là nói ngươi sợ, dự định rút lui tìm mượn cớ. Yêu ma không ngừng trùng kích, muốn không giết căn bản không có khả năng, trừ phi bỏ qua trấn yêu quan, lui ra phía sau trăm dặm, huyết dẫn triệu hoán đại trận đương nhiên sẽ không có tác dụng. Đây là dương mưu, rút lui, làm sao có thể, chấp kiếm trưởng lão một chốc nói không ra lời, còn lại các đại người phụ trách cũng không thèm để ý hắn, tiếp tục gia nhập chiến cuộc, đổ sát yêu ma. Chấp kiếm trưởng lão chỉ có thể thất vọng đi trở về. Thẩm linh lung lập tức hỏi, trưởng lão, như thế nào? Chấp kiếm trưởng lão nói ra, tiếp tục giết đi, muốn muốn phá trận, trừ phi rút lui, thế nhưng có thể rút lui sao? Phía sau chúng ta có thể là trọn vẹn mấy ngàn vạn người bình thường a à. Thẩm linh lung vẻ mặt cự biến, lo lắng vạn phần nói, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Một khi triệu hồi ra vương giả cảnh huyết ma, chân yêu quan căn bản không ngăn cản được, chúng ta cũng đều phải chết. Trang chủ vạn lần trả về, vi sư cử thế vô địch chương 188 vạn lần trả về, vi sư cử thế vô địch chương 188. Huyết ma hàng thế chấp kiếm trưởng lão nói ra, hiện tại duy nhất chỉ có một cái biện pháp, lập tức thông chi sư phụ ngư Trần Lâm thủ tọa, bằng không chúng ta đều phải chết tại đây Trần Yêu Quan. Nói xong, chấp kiếm trưởng lão, lập tức phân phó một cái cửa người, lập tức lại một lần nữa nghĩ tiên môn truyền tin. Đại chiến tại tiếp tục, yêu ma y nguyên che già măng mọc, hung hãn không sợ chết. Thái thản cử mãng phảng phất liền là một cái quan chỉ huy một dạng, tỏa chấn chiến trường, khu sử yêu ma không ngừng khởi sướng trùng kích, người thối lui chết, đi tới vẫn là chết trong khoảnh khắc, thương vong cao tới trăm vạn chi cự. Nhưng vào lúc này, trong cái khe xuất hiện một cái nghiêu đầu nhân đại hán, một tay cử phủ, một tay cầm một khối hạt châu màu đỏ ngòm, đã xuất hiện tại Thái Huyền vực lập tức biến thành một đầu trọn vẹn cao hơn 10 mét quái vật khổng lồ, mỗi đi một bước, đại địa chấn động. Mà theo nghiêu đầu đại hán xuất hiện, hạt châu màu đỏ ngòm phát ra tia sáng yêu dị đến, trấn yêu quan bên ngoài yêu ma đột nhiên trên thân toát ra một đoàn xương máu đến, hướng phía hạt châu màu đỏ ngòm không ngừng mạnh vọt qua. Đó là huyết ma châu, chúng ta bị lừa rồi. Không tốt, thật chính là huyết dẫn triệu hoán đại trận, đáng chết. Lúc này mọi người phát hiện không đúng trải qua lúc sau đã đến muộn. Vô số máu tươi từ mặt đất tụ lại, hướng phía hạt châu màu đỏ ngòm tụ lại, một cái bóng người màu đỏ ngòm theo xương máu xuất hiện, không ngừng hiển lộ ra. Huyết ma, thật chính là huyết ma, mà lại là phong vương cảnh huyết ma. Oanh, cuối cùng, huyết ma thành hình khí thế khổng lồ trong nháy mắt sông thẳng lên trời bầu trời lập tức bày biện ra một đoàn huyết phân đến rất mau đem toàn bộ trần yêu quan bao trùm lên đến màu đỏ như máu nước mưa trong khoảnh khắc rất xuống dòng máu hạ xuống mặt đất lập tức ném ra một cái hố to tới nếu là rơi vào nhân thân bên trên lập tức hóa thành một đám dòng máu chấp kiếm trưởng lão lập tức lấy ra một kiện phòng ngự pháp bảo hét lớn nhanh toàn bộ đi theo bên cạnh ta đến yêu ma hung hãn chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí hỗn nguyên kiếm trận không thể loạn một khi loạn chúng ta đều phải chết theo huyết vũ bừa bãi tàn phá huyết ma cũ ân chính thức hướng phía chân yêu quan phát động công kích những nơi đi qua nhân tộc cường giả dồn dập hóa thành một đoàn huyết vũ bị huyết ma hấp thu không đến thời gian đốt một nén hương hơn vạn nhân tộc cường giả bị giết lúc này mọi người đều biết không thể lui một khi rút lui sau lưng liền là mấy ngàn vạn dân chúng bọn hắn sẽ triệt để bại lộ tại yêu ma trong miệng, trở thành yêu ma thức ăn. Sớm tại vết nứt mơ tưởng dị thường thời điểm, ba đại hoàng triều đã tại di chuyển bách tính, thế nhưng không đủ thời gian, căn bản không đủ để đem hơn ước bách tính trước bộ di chuyển đi a. À. Lúc này, bọn hắn chỉ có tử chiến không lùi, tranh thủ thời gian. Thẩm mộng khê cầm trong tay chiến mâu, không ngừng chém giết. Chấp kiếm trưởng lão dẫn đầu mọi người tạo thành hỗn nguyên kiếm trận, liều mạng ngăn cản. Các đại tiên môn, cổ tộc, lúc này cũng không lo được tính kế lẫn nhau bọn hắn chỉ có một cái tín niệm trên dưới một lòng ngăn cản yêu ma nhưng mà huyết ma lại càng ngày càng gần mắt thấy liền đến đến bên tường thành duyên huyết ma đột nhiên một phân thành hai nhị biến bốn tứ biến tám sau đó càng ngày càng nhiều mấy chục mấy trăm mấy ngàn trọn vẹn hơn vạn huyết ma tách ra hướng phía đám người liền nhào tới kêu thảm truyền đến phàm là bị huyết ma biến thành phân thân đụng chạm trong khoảnh khắc bị hút sạch sẽ máu thịt hóa thành một bãi thịt nát. Tử vong vẫn còn tiếp tục, sát lục cũng tại tiếp tục, lúc này huyết ma hoàn toàn chiếm cứ chủ động, phân thân muôn vàn, đây là huyết ma bản mệnh thần thông, huyết thần tử, tuy nhiều có thể hóa thành bốn vạn tám ngàn cỗ phân thân. Bất quá so ra mà nói, cùng Trần Lâm nhất khí hóa tam thanh không giống nhau, vừa mới phân hóa huyết thần tử chỉ có thần thông cảnh thực lực, theo thôn vệ máu thịt dần dần mạnh lên. Mãi đến cùng bản thể đẳng cấp thứ nhất, hơn nữa còn không thể duy trì bao lâu, một khi thi triển kết thúc liền sẽ trở lại bản thể lại một lần nữa tách rời huyết thần từ thời điểm lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu thế nhưng cứ việc dạng này y nguyên trở thành huyết ma đáng sợ nhất biểu tượng mắt thấy vô số nhân tộc chết tại huyết ma trong tay huyết ma công kích cũng tới đến ngọc hư tiên môn một phương chấp kiếm trưởng lão một mặt nghiêm túc chỉ huy môn đồ liều mạng chống cự một cái không được vậy liền hai cái hai cái không được vậy liền ba cái càng ngày càng nhiều huyết thần tử bày ra công kích. Đang kéo dài trả giá mấy chục cái huyết thần tử đại giới. Hỗn nguyên kiếm trận cuối cùng xuất hiện một cái kẽ hở khổng lồ. Máu me đầy đầu thần tử trực tiếp nhào vào một vị ngọc hư môn người trên thân, trong khoảnh khắc đem nó biến thành thây khô. Có thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Thẩm linh lung cùng thẩm quyên hai người quay lưng đối phương, liều mạng ngăn cản. Cũng may thẩm linh lung tu luyện thái dương thần hỏa, là hết thảy tà ác khắc tinh, thái dương thần hỏa bao vây lấy hai người khiến cái này huyết thần từ một chốc không dám tới gần kể từ đó lập tức đưa tới huyết ma chú ý mặc dù hắn chỉ có sát lục bản năng thế nhưng y nguyên cảm nhận được thẩm linh lung trên thân cái kia làm người chán ghét hỏa diễm nếu chán ghét vậy sẽ phải hủy diệt thân hình lóe lên hướng phía thẩm linh lung liền nhào tới toàn thân huyết quang lấp lánh chấp kiếm trưởng lão giật nảy mình vội vàng mở miệng nhắc nhở thẩm linh lung cẩn thận đáng tiếc là đây chính là huyết ma a, vương giả chiến lực huyết ma, trong nháy mắt đi vào Thẩm Linh Lung trước mặt, vung tay lên, Thái Dương thần hỏa trong nháy mắt dập tắt, sau đó một thanh hướng phía Thẩm Linh Lung cổ cổ bóp tới. Thẩm Linh Lung quá sợ hãi, trong tay Nam Minh Ly hỏa kiếm nhất kiếm chảm ra. Một kiếm này, tới là dung hợp Đại Chu Thiên Tinh thần kiếm thuật cùng Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, thuộc về mình nhất kiếm. Cũng là hắn hiện giai đoạn cường đại nhất nhất kiếm, một kiếm phá không, vạn vật tịch diệt. Thế nhưng trong tay huyết ma, thậm chí huyết ma né tránh đều không né tránh, tùy tiện trốn tránh, sau đó đem. Một kiếm này phá giải, một thanh bóp lấy thẩm linh lung cổ. Yêu ma, buông ra tiểu thư nhà ta, mắt thấy thẩm linh lung bị bắt, thẩm quyên gấp, hét lớn một tiếng, lập tức thi triển ra toàn thân thực lực hướng phía huyết ma chém giết tới. Huyết ma vẻ mặt khinh thường, vung tay lên, thẩm quyên tựa như là một cái người bù nhìn một giặc, bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, há miệng liền là một ngụm máu tươi bắn ra. Tiểu quyên, thẩm linh lung diện mạo dữ tợt, liều mạng dẫy ruộng. Thế nhưng huyết ma tay tựa như là sắt thép đổ vào một dạng, căn bản không tránh thoát. Hắc hắc, huyết ma trong miệng phát ra cười tàn nhẫn âm thanh, há miệng liền muốn nuốt thẩm linh lung máu thịt. Đột nhiên một đạo kiếm ý phá không tới, một kiếm hướng phía huyết ma bóp lấy thẩm linh lung tay chém giết tới. Huyết ma thân hình dừng lại, đột nhiên quay người cầm lấy thẩm linh lung hướng phía tập kích kiếm ý của mình ném tới kiếm ý mắt thấy liền muốn đánh chúng thẩm linh lung đột nhiên tan biến sau một khắc trần lâm xuất hiện tại thẩm linh lung trước mặt vung tay lên vững vững vàng, vàng vàng nhường thẩm linh lung rơi xuống trên mặt đất sư phụ vừa rồi một khắc này thẩm linh lung kém chút cho là mình đã chết trần lâm gật đầu nói mang thẩm quyên né tránh nơi này giao cho vi sư thẩm linh lung gật gật đầu liền vội vàng đem thẩm quyên dìu dắt đứng lên. Trần Lâm nhìn trước mắt huyết ma, cau mày, vốn cho rằng đây là một đầu yêu ma vương, lại phát hiện, cái này căn bản là vô số máu tươi dung luyện tại cùng một chỗ huyết ma. Khát máu, sát lục, tàn nhẫn, chương 189. Tử đồng như ma vương phong vương huyết ma, Trần Lâm sắc mặt nghiêm túc, dùng trăm vạn yêu ma làm dẫn, triệu hoán mà đến huyết ma. Huyết ma, bất tử bất diệt, cho dù là còn có một giọt máu tồn tại, đều có thể nhỏ máu trùng sinh. Mà lại chỉ có sát lục, không có chút nào lòng thương hại, nếu như không thể đem hắn đánh giết, sẽ hoác loạn toàn bộ thiên hạ, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ sẽ sống tại trong sự sợ hãi. Huyết ma nhất định phải chết, sát ý ngưng nhưng, Trần Lâm nhìn chòng chọc vào huyết ma. Huyết ma cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Lâm, chính mình săn giết mục tiêu bị phá hư, hắn muốn người trước mắt trở thành hắn đồ ăn, quỷ dị bầu không khí hết sức căng thẳng. Giống huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía trần lâm liền nhào tới tử vân tiên kiếm cũng xuất hiện tại trần lâm trong tay hướng phía huyết ma liền nhào tới hai người rất nhanh đại chiến tại cùng một chỗ huyết ma không hổ là huyết ma đáng tiếc hắn gặp trần lâm trần lâm mặc dù vừa bước vào vương giả cảnh nhưng lại không như bình thường vương giả cảnh tại tạo hóa cảnh thời điểm liền đã có thể so với vương giả cảnh sơ kỳ sức chiến đấu Lúc này bước vào vương giả cảnh, một thân chiến lực so vương giả hậu kỳ không thua bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là hắn cường hãn lực phòng ngự, cửu phẩm công đức kim liên bí pháp, huyền quy tiên thuật, đại thánh linh quyết, tử vân tiên y, bất tử bất diệt chi thể, ngũ trọng phòng ngự, trừ phi là vương giả cảnh đỉnh phong mới có thể chiến thắng hắn, bằng không hắn đứng ở bất bại lực lượng. Thế nhưng, đồng dạng, nếu như Trần Lâm gặp phải là bình thường vương giả cảnh cường giả, hắn đã sớm đánh giết đối phương hết lần này tới lần khác hắn gặp phải là huyết ma, nhỏ máu trùng sinh, bất tử bất diệt. Nhiều lần xuyên thủng huyết ma thân thể, chém nước tay chân của hắn, thế nhưng đều sẽ nhanh chóng khôi phục. Chiến lực không giảm chút nào, chấp kiếm trưởng lão cũng nhìn ra Trần Lâm khốn cảnh, lập tức nhắc nhở, Trần Lâm thủ tỏa, huyết ma, yêu ma chi huyết biến thành, có thể dùng hỏa. Nước có thể khắc lửa, đồng dạng, hỏa cũng có thể bùng cháy nước. Tương sinh tương khắc, nhìn như nhất định định luật, thế nhưng làm sao bất diệt, hỏa bùng cháy nước, Trần Lâm hai mắt sáng lên, chính mình đây là tiến vào một cái lầm lẫn. Đùa lửa, hắn là người trong nghề, mặc dù thái âm thần hỏa cùng thái dương thần hỏa chẳng qua là thần hỏa, nhưng là đối phó huyết ma như vậy đủ rồi. Hắn nhưng là đem hai đại thần hỏa hòa L, àm một thể, oanh một tiếng, một tay thái dương, một tay thái âm hai đại thần hỏa trong nháy mắt theo Trần Lâm trong bàn tay xông ra. Nhìn xem hai đám lửa, huyết ma lập tức thấy một hồi sốt ruột cùng hoảng sợ, hắn ghét nhất liền là hỏa diễm, tựa như là trước đó muốn giết thẩm linh lung một dạng. Hắn cảm nhận được uy hiếp, gặp được uy hiếp, vậy sẽ phải nắm này loại uy hiếp cho tiêu diệt hết. Huyết ma dậm chân một cái, một bay mà lên, cầm trong tay huyết ma lưỡi đao hướng phía Trần Lâm trong tay hai đám lửa một đao bổ xuống. Trần Lâm mỉm cười, chờ liền là ngươi, liền sợ ngươi không đến, một đóa kim liên trong nháy mắt từ phía sau lưng xông ra, sen mở cửu phẩm, tản ra vô tận công đức kim quang, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết ma đỉnh đầu, đem huyết ma nhốt lại, nhưng huyết ma không thể động đầy. Trong tay hai đám lửa lập tức bắn ra, trong nháy mắt đem huyết ma bao vây lại, sau đó hòa làm một thể. Một cái thái âm, một cái thái dương, bản thân liền là hai loại khác biệt hỏa diễm. Tại Trần Lâm trong cơ thể, cũng là bình an vô sự. Thế nhưng bị thi triển đi ra, lại là thủy hỏa bất dung, âm dương tương cách. Hiện tại hai đám lửa thế mà chính mình đụng vào nhau, lập tức liền muốn nói đốt lên túi thuốc nổ một dạng, oanh một tiếng nổ tung lên. Kịch liệt nổ tung, hình thành một cái hủy thiên diệt địa hắc động, hướng phía nổ thành máu thịt huyết ma liền nuốt sống xuống. Sau một khắc, huyết ma liền tan biến tại tại chỗ, một giọt máu đều không có còn lại. Bất quá Trần Lâm Y Nguyên không phải hết sức yên tâm, liên tục xác nhận về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Huyết ma đã chết, đại gia giết cho ta. Trần Lâm hét lớn, huyết ma đã chết không thể nghi ngờ là quá phấn chấn lòng người. Vừa rồi huyết ma thi triển huyết thần tử, không biết nhiều ít người bỏ mạng tại tay, hiện tại cuối cùng là tốt, chết rồi. Mọi người không khỏi lòng tin tăng gấp bội, sát ý ngưng nhưng. Lập tức đổi khách làm chủ, hướng phía yêu ma phản giết đi qua. Ngay tại Trần Lâm đánh giết huyết ma thời điểm, yêu ma một phương, như đầu nhân đại hán trước tiên liền cảm nhận được, những mày, song đồng bầy biện ra một đạo quỷ dị màu tím đến, nhìn qua tầng tầng đám người thấy được trần lâm hướng phía trần lâm nhất chỉ hỏi chẳng lẽ liền là cái này người giết tu la ma vương tu la ma vương yêu ma hoàng triều bốn đại yêu vương một trong ngọc hư sơn ngoài cửa khác một lỗ hổng thống soái thế nhưng trước đây không lâu hắn chết thương vong thảm trọng không nói đầu của mình cũng bị nhân tộc cho đưa trở về nhân tộc phong vương ra tay rồi vì thế như đầu nhân đại hán tự mình ra tay bốn đại yêu vương đứng đầu tử đồng như ma vương Tử đồng nghiêu ma vương đứng bên người một cái yêu soái cũng là trước đó Ngọc Hư Tiên môn cuộc chiến bên trong, trước hết nhất thấy tình huống không đúng, thứ nhất chạy trốn người. Cũng may hắn quả quyết, thấy Trần Lâm xuất hiện, không nói hai lời, lập tức về tới yêu ma Hoàng Triều. Nhưng lại cũng bị yêu ma Hoàng Triều coi là đào binh, đem hắn ép trở về. Yêu soái là một đầu đằng yêu, tại Trần Lâm xuất hiện trong nháy mắt đã sớm dọa đến hai chân run rẩy nếu không phải là bị tử đồng như ma vương đẻ lấy, đã sớm nhanh chân liền chạy, bây giờ bị hỏi Trần Lâm, liền vội vàng gật đầu nói, là hắn, liền là hắn, giết Tu La Ma Vương. Tử đồng như Ma Vương hừ lạnh nói, Tu La cũng đủ phế vật, bị một cái vừa bước vào vương giả cảnh nhân tộc giết đi. Nhân tộc vương giả, giết hắn, vừa vặn chấn nhiếp nhân tộc. Oanh, tử đồng như Ma Vương hung hăng một cước đạp trên mặt đất, mặt đất chấn động, đại địa sụp đổ, một cái hố sâu to lớn xuất hiện, tử đồng như Ma Vương tựa như là một đầu cự nhân một dạng, cầm trong tay cự phủ hướng phía Trần Lâm liền vọt tới. Nhân tộc vương giả, nhanh đi tìm cái chết, những nơi đi qua, nhân tộc một mảnh thương vong, Trần Lâm đánh giết huyết ma, phấn chấn lòng người, nhưng nhân tộc cường giả đối yêu ma liền là một hồi đồ sát. Nhất là Trần Lâm, một người nhất kiếm, những nơi đi qua, liền như là như chém dưa thái rau, yêu ma thiên về một bê. Yên thương vong vô số, nhưng vào lúc này, tử đồng nghiêu ma vương xuất hiện đưa tới Trần Lâm chú ý thiên tử vọng khí thuật phía dưới tử đồng như ma vương chiến lược nhìn một cái không sót gì vương giả cảnh hậu kỳ cảnh giới này chính là hắn gặp phải tối cường đối thủ quơ chiến phủ liền như là một tôn khát máu ác ma mỗi một bước đều để đại địa run rẩy quỷ dị gợn sóng tổng hội mang đi mấy chục thậm chí mấy trăm người sinh mệnh trần lâm vẻ mặt nghiêm túc thân hình lóe lên trong nháy mắt xuất hiện tại tử đồng như ma vương trước mặt hư lạnh một tiếng nói yêu ma xâm lấn ta thái huyền vực hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tử đồng như ma vương khinh thường nói, xâm lấn, may mà các ngươi nhân tộc nói ra được một câu nói kia, yêu ma, ta chính là tử đồng như ma nhất tộc, thiên nguyên thế giới sinh trưởng ở địa phương chủng tộc, cũng là các ngươi nhân tộc, mới là hèn hạ vô sỉ người xâm nhập mới đúng, chúng ta chẳng qua là cầm lại thuộc tại chúng ta lãnh thổ của mình, bây giờ đang ở các ngươi trong miệng đảo thành yêu ma. Yêu ma lại như thế nào? Vậy coi như chúng ta là yêu ma, hôm nay ta tử đồng như ma vương liền phải đem các ngươi những này nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Nhân tộc vương giả, không muốn chết cho ngươi một cái cơ hội, tu luyện nhân ma chi đạo, ta làm chủ phong ngươi ta hoàng triều yêu vương. chương 190, tan giã sĩ khí trần lâm nhướng mày, đầu này như ma lời là có ý gì? Cái gì nhân tộc mới là người xâm nhập, lắc đầu, hừ lạnh nói, ta có thể không hứng thú làm cái gì yêu vương, có muốn không ngươi, đầu nhập vào ta, làm sủng vật của ta, Ta cũng là có thể cân nhắc không giết ngươi. Muốn cho ta cao quý tử đồng Ngưu Ma nhất tộc vương làm sủng vật của ngươi, ngươi đáng chết. Ngưu Ma vương nổi giận, Ngưu Ma nhất tộc, yêu ma bên trong lục đại cường hãn chủng tộc một trong. Tử đồng chính là Ngưu Ma nhất tộc vương tộc, thiên sinh thần thú, có thể so với nhân tộc bên trong thiên sinh thần thể, yêu thú bên trong thái cổ yêu thú, sinh mà là vua, thiên sinh cao quý. Há có thể bị người làm nhục như vậy? vô biên lửa giận trong nháy mắt từ trên người như ma vương bốc cháy lên một con run dế mà thôi cũng dám rõng dạc ăn ta một chiêu chiến tranh trà đạp như ma nhất tộc thiên phú thần thông chân đạp đại địa liền có thể không ngừng hấp thụ lực lượng của đại địa đồng thời có thể điều khiển lớn ba động cho người ta tạo thành ba giây mê muội có thể không nên xem thường này ba giây mê muội cao thủ quyết đấu có thể đủ quyết định một cuộc chiến tranh thắng lợi trong nháy mắt quỷ dị gợn sóng kéo tới trần lâm lập tức cảm giác được trong đầu truyền đến một đạo cảm giác hôn mê trong lòng kinh hãi thầm kêu một tiếng không tốt tranh thủ thời gian vận chuyển bảo tháp quan tưởng pháp loại cảm giác này lúc này mới trong nháy mắt tan biến cỗ ba động này chủ yếu là tác dụng tại thần hồn lên may mà trần lâm tu luyện bảo tháp quan tưởng pháp cùng khô lâu quan tưởng pháp bởi vì thông linh tiên thuật nguyên nhân ngày đêm thối luyện cũng không cần có khả năng tu luyện thần hồn đều sẽ có được không ngừng tăng lên lúc này thần hồn có thể so với vương giả cảnh trung hậu kỳ. Như Ma vương chân đạp đại địa, người cũng nhảy lên một cái, qua cự phủ, một búa hướng phía Trần Lâm liền bổ xuống. Một chiêu này hắn là lần nào cũng đúng, không biết bao nhiêu cường giả lão tổ bị trực tiếp một búa chém thành hai khúc. Mắt thấy liền có một búa bổ trúng Trần Lâm, Như Ma vương cười. Không quan trọng nhân tộc vương giả, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà vào lúc này, Trần Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, cả người cũng tỉnh táo lại chân đạp vũ bộ tùy tiện né tránh ra tới vũ bộ chẳng những có thể phương thốn ở giữa tùy ý na di hơn nữa còn có thể không nhận hết thảy mặt trái công kích ảnh hưởng như ma vương công kích bị hắn nhẹ nhõm hóa giải thành vô hình như ma vương nhất kích thất bại nhướng mày kinh ngạc nói thế mà có thể tránh thoát công kích của ta cái kia thì lại ăn ta một búa như ma nhất tộc trời sinh chiến thần lực lớn v ô cùng một thanh diều nơi tay khai thiên tích địa bất luận cái gì công kích tại hắn một búa phía dưới, đều không tiếp thụ được. Trần Lâm cũng không cam chịu yếu thế, kiếm ý tung hoành, cử phẩm công đức kim liên thủ hộ bản thân, hắn lúc này tựa như một pho tượng chiến thần. Hai người đại chiến, triệt để bao trùm toàn bộ Trần Yêu Quan bên ngoài. Yêu ma, nhân tộc hai bên cũng không thể không riêng phần mình lựa chọn rút lui, hơi chậm một điểm, nghênh đón bọn hắn liền là bị hai người đánh nhau lực lượng liên lụy, bất tử đã thương. Nhân loại, Khó trách Tu La Ma Vương đều sẽ chết tại trong tay của ngươi, hoàn toàn chính xác có chút vốn liếng, thế nhưng ta không phải Tu La tên phế vật kia, xem ở ngươi còn có chút bản lãnh phần bên trên, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, ta phụ trách tiến cử hiền tài ngươi vì hoàng triều yêu vương, bằng không thì chết. Như Ma sát ý ngưng nhưng, nhưng lại rất là ái tài. Nhất là Trần Lâm, nếu như có thể đem hắn thu phục, vậy đối với nhân loại đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Trần Lâm khinh thường nói: đầu hàng lời vẫn là đừng nói nữa người nào cũng không phải người ngu lại nói chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta ngươi cũng xứng như ma vương phẫn nộ nói ta xứng hay không ngươi lập tức liền sẽ biết đi chết đi hai người đại chiến lại một lần nữa thăng cấp như ma vương giống giận thân thể trực tiếp biến lớn trọn vẹn cao mấy chục mét tựa như là một cái khai thiên ích địa cự nhân khinh thường nói nho nhỏ nhân loại nhìn ta không giẫm chết ngươi Đối mặt so với chính mình cả người còn lớn hơn mười mấy lần bàn chân, Trần Lâm cười. Không phải chỉ có người có thể biến lớn thu nhỏ, ta cũng biết. Nói xong, toàn bộ thân hình không ngừng biến lớn, không ngừng cất cao. Cửu chuyển huyền công, tầng thứ ba có thần thông, pháp thiên tượng địa, cái đầu càng đại lực lượng càng lớn, phòng ngự càng mạnh. Trần Lâm cũng dứt khoát thu hồi tử vân kiếm, cô nắm đấm liền hướng phía như ma vương một quyền đập tới. Chí tôn thần quyền chi vương đạo sát quyền tay không đối địch vậy liền xem xem quả đấm của ngươi lợi hại hơn hay là của ta dìu lợi hại hơn như ma vương trong tay dìu có thể là tuyệt phẩm thần cấp pháp bảo trọng đại hơn 7.000 cân thế nhưng tại như ma vương trong tay liền cùng một cây thiêu hỏa côn không có gì khác biệt thế nhưng một khi bày ra công kích hư không đều có thể một bố chém nát oanh nắm đấm hung hăng nện ở dìu lên như ma lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới gan bàn tay đau xót trong tay cự phủ kém chút liền rời tay bay đi. Khí lực thật là lớn, như ma vương càng đánh càng kinh ngạc, muốn biết mình có thể là vương giả cảnh hậu kỳ tử đồng như ma. Mà trước mắt bất quá một người bình thường thôi, vẫn là vừa đột phá đến vương giả cảnh nhân loại. Này đối với hắn mà nói tuyệt không cho phép, loáng thoáng chính mình thế mà còn ở vào hạ phong. Hắn là yêu ma bên trong vương giả, tử đồng như ma tộc trưởng tuyệt không cho phép có tu vi so với chính mình đáy nhân loại áp chế chính mình. Giết, như ma nổi giận, quơ diều, liên hệ bổ ra. Hư không bị lần lượt bổ ra từng đạo vết nứt, mỗi một vết nứt đều sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Hơi chịu gần nhân loại cùng yêu ma lập tức liền bị hút vào, liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp, liền bị vết nứt không gian cho xé thành phấn vụn. Nhân tộc cường giả vội vàng nhắc nhở, ngăn cản, mau bỏ đi, rút về trấn yêu quan. Yêu ma cũng đồng dạng ý thức được mối nguy xuất hiện, vội vàng rút lui. Hai người tựa như là hai tôn ma thần, trấn yêu quan bên ngoài, thập vạn đại sơn bên ngoài khắp nơi bừa bột, núi đá cây cối bị phá hủy, mặt đất bị đánh ra từng cái hố, một tòa tòa núi nhỏ bị phá hủy. Vô số thi hài lúc này cũng bị vết nứt thôn vệ, sau đó cắn giết thành mảnh vỡ. Bầu trời đều phảng phất ý thức được hai người cường hãn, thế mà ô vân răng đầy, phảng phất trời muốn mưa. Một cái cầm trong tay cửa phủ, một cái một đôi nắm đấm, nhìn sơ qua, đầu trâu tay người cầm vũ khí hẳn là chiếm thượng phong. Thế nhưng nhìn, kỹ mới sẽ phát hiện, Trần Lâm một cái nhân loại thế mà đè ép như ma đánh. chung quanh tất cả mọi người choáng váng, Ngọc Hư Tiên Môn người cùng phụ thuộc vào Ngọc Hư Tiên Môn các thế lực lớn đều rung động cùng kinh hỉ, đây chính là bọn họ Ngọc Hư Tiên Môn chỗ dựa. Mà Ngọc Hư Tiên Môn thế lực đối địch lúc này lại mặt xám như cho, trong lòng tràn đầy uể oải. Nhất là Huyền Thanh Tiên Môn, đơn giản muốn điên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lúc này Trần Lâm cư nhiên như thế cường hãn thành tựu phong vương, mà lại vừa thành tựu phong vương liền có thực lực như thế, đây là nhân loại có thể đạt tới. Một người diệt một nước, không, một người liền có thể đủ hủy diệt toàn bộ thái huyền vực. Nhìn một chút chân yêu quan bên ngoài tình huống, giết ta huyền thanh tiên môn trưởng môn, trưởng lão, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Trần Lâm, Trần Lâm, người sao không đi chết đi a? À? Trần Lâm lạnh lùng nói ra, như ma, hiện tại ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đầu hàng, làm sủng vật của ta, ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Gậy ông đập lưng ông, ngươi không phải là muốn để cho ta trần lâm đầu hàng, tan dã nhân tộc sĩ khí sao? Ta đây liền để ngươi làm ta trần lâm sủng vật, tan dã yêu ma sĩ khí. Tới đây đã kết thúc tập này cảm ơn đã nghe hết tập này hẹn gặp lại tập kế tiếp.